vui được gặp lại các em trong tiết tập đọc ngày hôm nay. Tiết tập đọc ngày hôm nay của chúng ta có tựa đề là tiếng đàn. Bây giờ các em hãy lắng nghe cô đọc bài này một lần nhé. Đàn, Thủy nhận cây đàn violon lên dây và kéo thử vài nốt nhạc. Sau đó em bước vào phòng thi, ánh đèn hắt lên khuôn mặt trắng trẻo của em nâng đàn đặt lên vai. Khi Axel vừa khẽ chạm vào những sợi dây đàn thì như có phép lạ, những âm thanh trong trẻo vút bay lên giữa yên lặng của gian phòng. Vầng trán cô bé hơi tái đi nhưng gò má ửng hồng, đôi mắt sẫm màu hơn, làn mi rậm cong dài khẽ rung động. Tiếng đàn bay ra vườn, vài cánh ngọc lan êm ái rủ xuống nền đất mát rượi. Dưới đường, lũ trẻ đang rủ nhau thả những chiếc thuyền gấp bằng giấy trên những vũng nước mưa. Ngoài hồ Tây, dân chài đang tung lưới bắt cá. 20 giờ nở đỏ quanh các lối đi ven hồ, bóng mấy con chim bồ câu lướt nhanh trên những mái nhà cao thấp theo lưu quang vũ. Vừa rồi thì cô đã đọc cho các em lắng nghe bài. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với phần luyện đọc. Những từ chúng ta cần luyện đọc ngày hôm nay các em hãy lắng nghe và quan sát trên màn hình nhé. Từ đầu tiên các em hãy đọc theo cô. Violon, violon. Axe, axe. Sẫm màu. Trong trẻo. Lướt nhanh. Nào chúng ta cùng đọc lại. Violon, axe, sẫm màu, trong trẻo, lướt nhanh. Tiếp theo chúng ta đến với phần giải nghĩa từ. Đầu tiên đó là từ lên dây. Lên dây là chỉnh dây đàn cho đúng chuẩn. Axe, axe là cái cần có căng dây để kéo đàn violon. Đây là axe. Dân chài là người làm nghề đánh cá. Vừa rồi thì cô và trò chúng mình cùng nhau luyện đọc từ khó và giải nghĩa từ. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau luyện đọc đoạn khó đọc. Các em hãy quan sát bài và chú ý xem đoạn nào mà các em cho là mình khó đọc. Cô có đoạn khó đọc dành cho các em ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau quan sát. Các em hãy chú ý nhấn giọng những từ mà cô in màu đỏ để thể hiện rõ tình cảm cảm xúc của mình. Song song đó thì những chỗ ngắt nghỉ hơi các em cần ngắt nghỉ hơi cho đúng. Bây giờ các em hãy lắng nghe cô đọc một lần. Khi Axe vừa kẽ chạm vào những sợi dây đàn thì như có phép lạ, những âm thanh trong trẻo vút bay lên giữa yên lặng của gian phòng. Vầng trán cô bé hơi tái đi nhưng gò má ửng hồng, đôi mắt sẫm màu hơn, làn mi rậm cong dài khẽ rung động. Vừa rồi thì cô đã đọc cho các em lắng nghe. Ở nhà các em nên đọc lại bài này vài lần và sau đó tìm hiểu bài qua bộ câu hỏi bên dưới bài và phản hồi cho cô biết. Cô rất mong nhận được phản hồi từ các em. Bây giờ thì chào tạm biệt các em.